Xin chào tất cả các em, rất vui được gặp các em trong tiết học ngày hôm nay. Như các em cũng đã biết, những ngày qua, nhân dân, đất nước chúng ta đã cùng chung tay, đồng lòng để vượt qua khó khăn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Để ghi lại những cố gắng, nỗ lực trong công tác phòng chống dịch bệnh, cô Chu Ngọc Thanh, giáo viên trường Trung học cơ sở Hùng Vương ở Gia Lai đã có những vần thơ đầy xúc động. Em thấy không, trong nỗi nhọc nhằn vất vả gian lao, khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng, cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận, trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy. Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả. Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa, vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam. Trong mỗi trái tim của người dân đất Việt, chúng ta luôn tự hào vì mình là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vậy các em có bao giờ tự hỏi thế nào là công dân? Những ai được công nhận là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện như thế nào? Để giải đáp những thắc mắc này, cô xin mời các em cùng tìm hiểu bài 13 Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để bài học của chúng ta đạt hiệu quả, mời các em cùng nhau chuẩn bị tài liệu học tập. Thứ nhất, gồm có sách giáo khoa và vở ghi. Thứ hai, các em chú ý lắng nghe, ghi bài. Thứ ba, nhớ hoàn thiện các nhiệm vụ học tập. Và cuối cùng, hãy tương tác với cô qua Zalo hoặc email khi các em có thắc mắc những nội dung liên quan đến bài học. Nào, bây giờ cô cùng với các em sẽ nghiên cứu mục tiêu bài học. Thứ nhất, về kiến thức, các em cần nêu được thế nào là công dân, căn cứ để xác định công dân của một nước, thế nào là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Thứ hai, về kỹ năng, các em biết thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân phù hợp với lứa tuổi. Và thông qua bài học này giúp cho các em hình thành thái độ luôn tự hào là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mong muốn được góp phần xây dựng nhà nước và xã hội. Nào, xin mời các em cùng mở tập ra, ghi bài. Bài 13, Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Tình huống. Ở phần này, theo hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở học kỳ 2 năm học 2019-2020, Bộ Giáo dục ban hành, phần tình huống này các em sẽ tự nghiên cứu ở trong sách giáo khoa trang 33. Và sau khi nghiên cứu, các em hãy giúp cô trả lời câu hỏi. Theo các em, Alia trả lời như vậy có đúng không? Vì sao? Chắc chắn các em cũng đã có câu trả lời của mình rồi đúng không nào? Và câu trả lời của Alia như vậy là đúng, vì bạn có bố là người Việt Nam theo luật quốc tịch Việt Nam. Để giúp cho các em hiểu rõ hơn về tình huống vừa rồi, cô xin giới thiệu với các em điều kiện để có quốc tịch Việt Nam theo luật quốc tịch. 1. Mọi người dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam có quyền có quốc tịch Việt Nam. 2. Đối với công dân nước ngoài và người không có quốc tịch, phải đủ từ 18 tuổi trở lên, biết tiếng Việt, có ít nhất 5 năm cư trú tại Việt Nam, tự nguyện tuân theo pháp luật Việt Nam, là người có công lao đóng góp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, là vợ, chồng, con, bố, mẹ, kể cả con nuôi, bố mẹ nuôi của công dân Việt Nam. 3. Đối với trẻ em có cha, mẹ là người Việt Nam, trẻ em sinh ra ở Việt Nam và xin thường trú tại Việt Nam, trẻ em có cha hoặc mẹ là người Việt Nam, trẻ em được tìm thấy trên lãnh thổ Việt Nam nhưng không rõ cha, mẹ là ai. Như vậy, trong tình huống vừa rồi, em thấy bạn Alia có bố là người Việt Nam, mẹ là người nước ngoài, bạn Alia là công dân Việt Nam nếu bố mẹ bạn đồng ý chọn quốc tịch Việt Nam cho Alia. Sau khi tìm hiểu tình huống vừa rồi, Ken thấy xuất hiện khái niệm công dân. Vậy để hiểu thế nào là công dân, những ai được công nhận là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện như thế nào? Cô xin mời các em cùng tìm hiểu phần 2, nội dung bài học. 1. Khái niệm công dân. Công dân là người dân của một nước, không phân biệt độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp, có quyền và nghĩa vụ công dân do pháp luật của nước đó quy định. Ví dụ, công dân Việt Nam là người dân của nước Việt Nam. Ví dụ, công dân Hàn Quốc là người dân của nước Hàn Quốc. Công dân Mỹ là người dân của nước Mỹ.
Vậy theo các em, căn cứ để xác định công dân của một nước là gì? À, quốc tịch chính là căn cứ để xác định công dân của mỗi nước. Vậy pháp luật của nước ta quy định như thế nào đối với công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mỗi cá nhân đều có quyền có quốc tịch. Mọi công dân thuộc các dân tộc cùng sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền có quốc tịch Việt Nam. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tạo điều kiện cho trẻ em sinh ra trên lãnh thổ Việt Nam có quốc tịch Việt Nam. Vậy, công dân có những quyền và nghĩa vụ gì đối với nhà nước? Cô xin mời các em cùng tìm hiểu phần 3, mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Mối quan hệ giữa công dân và nhà nước được thể hiện ở chỗ, đó là công dân có các quyền và nghĩa vụ đối với nhà nước. Công dân có một số quyền như sau: được học tập dưới mọi hình thức hay học tập suốt đời. Đây là một hình ảnh học sinh của trường trung học cơ sở Hồ Văn Long đang nghiên cứu nội dung bài học. Quyền được lập nghiệp, lao động. Quyền được tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Quyền được nghiên cứu khoa học. Quyền được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí, dã ngoại. Trên màn hình đó chính là hình ảnh của các em học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Hồ Văn Long trong một chuyến tham quan học tập dã ngoại. Bên cạnh những quyền của công dân nói chung thì công dân còn có những nghĩa vụ như nghĩa vụ học tập, nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, tôn trọng bảo vệ tài sản nhà nước, tuân theo hiến pháp và pháp luật, nghĩa vụ đóng thuế và lao động công ích. Còn đối với học sinh chúng ta thì các em cần thực hiện quyền và nghĩa vụ học tập, chăm chỉ, cố gắng, nỗ lực trong học tập, rèn luyện, thực hiện nghiêm túc quy định của nhà trường và nhiệm vụ của người học sinh nhé. Vừa rồi các em đã tìm hiểu mối quan hệ giữa công dân và nhà nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về mối quan hệ giữa nhà nước và công dân. Công dân được nhà nước bảo vệ và bảo đảm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Ví dụ như các em học sinh, các em được chăm sóc, được bảo vệ sức khỏe, được giáo dục, được phát triển một cách toàn diện. Như vậy, qua phần nội dung vừa rồi, các em cũng đã hiểu thế nào là công dân, căn cứ để xác định công dân của một nước, mối quan hệ giữa công dân và nhà nước, và quan trọng các em cũng biết được quyền và nghĩa vụ của mình trong đời sống rồi, phải không nào? Bây giờ, cô sẽ giới thiệu một số tấm gương sáng mang lại vinh quang cho Tổ quốc Việt Nam. Người đầu tiên cô muốn nói đến đó là các y bác sĩ, những người nơi tuyến đầu trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID. Không quản ngại, gian nan, vất vả, họ kiên cường, chung tay để cứu giúp các bệnh nhân mắc bệnh COVID-19. Em nhìn trên màn hình, đó chính là các bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và 3 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được điều trị khỏi. Nhân vật tiếp theo cô muốn giới thiệu với các em đó chính là giáo sư Ngô Bảo Châu. Giáo sư sinh năm 1972 và ông là một nhà toán học rất nổi tiếng, đem lại nhiều vinh quang cho đất nước Việt Nam. Ông từng là người Việt Nam đầu tiên giành được huy chương Phil về lĩnh vực toán học. Đây là một giải thưởng vô cùng danh giá. Trên màn hình các em thấy đó chính là hình ảnh Kình Ngư Ánh Viên, cô sinh năm 1996, là một nữ vận động viên thuộc đội tuyển bơi lội quốc gia Việt Nam. Khi 19 tuổi, cô đã giành 8 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng cho Việt Nam, phá 8 kỷ lục và được công nhận là vận động viên xuất sắc nhất tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2015. Và một nhân vật rất đặc biệt cô muốn giới thiệu với các em đó chính là bạn Phạm Tường Vân Khánh, người đứng ở giữa bức hình này. Bạn Phạm Tường Vân Khánh, sinh năm 2005, hiện là học sinh lớp 91, là liên đội phó của trường trung học cơ sở An Lạc, quận Bình Tân. Em là một gương đội viên học sinh tiêu biểu, là gương cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố năm 2019, là thành viên đội tuyển cờ tướng thành phố Hồ Chí Minh, đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng trong giải cờ tướng toàn quốc năm 2018. Liên tục từ năm lớp 1 đến năm lớp 8, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn trong nhóm 5 học sinh có thành tích học tập xuất sắc toàn trường và luôn được thầy cô, bạn bè yêu mến.
Để có được những thành tích tuyệt vời như vậy thì chắc chắn là Phạm Tường Khánh Vân đã có rất nhiều nỗ lực, cố gắng trong học tập và rèn luyện. Như vậy, thông qua bài học này, phần nào các em cũng hiểu được mình chính là công dân thế hệ tương lai của đất nước. Cô mong muốn rằng ngay từ ngày hôm nay, các em hãy cố gắng học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện phẩm chất đạo đức để góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng phát triển hơn nữa. Để giúp cho các em dễ dàng ghi nhớ và khắc sâu kiến thức, bây giờ chúng ta cùng đến với phần thứ 3, nhiệm vụ học tập. Các em hãy cùng lấy tập ra và ghi chép nhiệm vụ học tập của mình và nhớ hoàn thành nhiệm vụ học tập đó nhé. Nhiệm vụ thứ nhất, em hãy kể những tấm gương sáng trong lao động, học tập thể thao, đem lại vinh quang cho dân tộc Việt Nam. Nhiệm vụ thứ hai, theo em, học sinh cần rèn luyện những gì để trở thành công dân có ích cho đất nước. Thứ ba, hãy cố gắng làm hết bài tập trong sách thực hành giáo dục công dân bài 13 nhé. Và thời gian để các em hoàn thiện nhiệm vụ học tập này là 1 tuần. Sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, các em hãy ghi chép đầy đủ vào trong tập và gửi lại cho cô khi các em trở lại trường học nhé. Sau khi các em hoàn thành nhiệm vụ học tập, hãy nhớ dành thời gian để chuẩn bị bài mới nhé. Các em đọc cho cô bài 14, thực hiện trật tự an toàn giao thông và nhớ trả lời các câu hỏi gợi ý sách giáo khoa trang 36. Cảm ơn các em đã tham gia học tập. Mến chào các em.